Cậu mới hả? Cậu, cậu đó là quýt được nhiều lần á. Đấy, vô ném luôn nè, vô ném luôn á. Tiểu quá. Ở ngoài là 50, mà xăng teo. Anh xăng teo rồi 20, một trái. Ok, chị có mấy trái nhắm nè hả? Đã. Chị thấy không? Ừ, anh thấy nè. Ừ. Cái này nhiêu? 120. Hay rồi. Có tích chết gì không? Đã không? Anh xăng teo với đi tiếp mà. Đã vậy? Thì anh tiếp thì nó cũng có mười mấy ngàn nhưng mà tặng lên hết. Chia ra mỗi trái 20, anh thấy ở B&B bán là 50 ngàn trái. Đúng rồi, B&B bán là 50 ngàn trái. Cái này là quýnh giống còn đẹp nhất. Ừ, quýnh thử rồi, quýnh thử. Chia ra 80 trái. Thôi hôm nay thử lấy của anh với... Nếu vậy em lấy 4 trái rồi. 4 trái khỏi lấy tiền của anh với anh chí. Khỏi tính ra lấy được rồi. Em lấy 4 trái đi. Hôm bữa còn cầu quấy không ta? Ngày quýnh biết bao giờ mới hư vậy? Cũng hư chứ mày. Nè anh còn mấy cầu dởm nè. Lấy không? Ừ, không? Ừ, quá này cầu thấp chứ. Cầu này thì 3.000 trái. Chứ nhớ đi. Cầu này á. Anh nó ghi xếp bây giờ tới đây nhìn cái quần heo thấy gì rồi chứ.